Chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của Ngọc Phố Official. Vậy là đã chuẩn bị khép lại năm 2023. Chúng ta đã cùng nhau đi qua 365 ngày với những điều vui có, buồn có, thành công có và thất bại cũng có. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây, chúng ta là những người may mắn vì trên hết mọi sự, chúng ta có được những điều bình an. Và đó cũng chính là điều thành công lớn nhất trong năm qua. Và đây cũng chính là vlog đầu tiên Ngọc quay về ngôi nhà và gia đình của Ngọc. Nhà của Ngọc thì cũng chỉ đơn giản như thế này thôi, tại vì các thành viên trong gia đình của Ngọc cũng đi làm xa suốt, không ai ở nhà. Cả năm thì cả nhà mới có dịp đoàn tụ với nhau vào ngày Tết thôi. Khoe với mọi người một chút, đây là mâm ngũ quả mà Ngọc đã trang trí này. Mình thấy các bạn làm mâm ngũ quả đăng lên trên Facebook đẹp quá trời, nên là mình cũng học theo, nhưng mà cũng chỉ làm được như thế này thôi, mọi người đừng cười nha. Đến tối thì mẹ con mình cùng nhau gấp lì xì để chuẩn bị cho ngày mai đi chúc Tết. Và mình chắc chắn rằng ngày mai sẽ là một ngày chúc Tết vui nhất từ trước đến giờ của gia đình nhà mình. Lì xì đã được gấp xong rồi nè. Và bây giờ mẹ con mình sẽ đi đút tiền vào đây. Cái đoạn đút tiền thì mình sẽ không quay để giữ làm bí mật nha. Như vậy là thời khắc giao thừa đã đến rồi. Năm mới, mẹ con cháu xin kính chúc tất cả mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, bình an và thật nhiều tài lộc. Tại vì nhà Ngọc cách xa thành phố, cho nên hai mẹ con chỉ có thể ngắm pháo hoa và đón giao thừa ở nhà như thế này thôi. Bây giờ Ngọc đang chuẩn bị cúng lễ ở ngoài sân đấy. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là lại nhớ bà nội lắm nha. Tại vì ngày xưa bà còn sống thì tất cả những việc này bà đều làm, mình không có phải động chân động tay vào. Bây giờ gia đình nhà Ngọc đi chúc Tết nè. Đây là nhà bác cả, anh trai ruột của bố mình đấy các bạn ạ. Bác. Còn đây là nhà bác gái, chị gái ruột của bố mình. Và mình sẽ mang cái hộp lì xì hôm qua mình và Bi gấp đấy vào đây cùng chơi trò chơi với mọi người nha. Bi à, nhiều lì xì quá các bác ơi. Bi đứng đây, Bi đứng đây mẹ quay, đứng đây chỗ bảng ngoài mẹ quay, đứng đây chỗ bảng ngoại bác Huy mẹ quay. Bây giờ sẽ là cái phần đặc biệt và quan trọng nhất là lì xì. Nhưng mà năm nay là nó khác năm ngoái, là mình không lì xì theo kiểu là rút mỗi người một cái nữa, mà đây là sự hên xui của năm mới. Năm nay
10.000. Còn đây, chúc chúc chúc.
5 lít. Không có 5 lít. Năm tiểu. Anh báo cho hôm nay là to nhất. Xin chúc mọi người năm mới vui vẻ và thật nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.